Gordon. Rocky. Diane. Darius. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 10 tháng 4 năm 2014. Hoài Hương xin kính chào quý vị. Tổ chức cứu người vượt biển BPSOS và Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường ra thông cáo chung về tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Trung Quốc duy trì một môi trường an ninh ổn định trong khu vực. Đại sứ Indonesia tại Bỉ tái khẳng định lập trường của nước ông rằng bản đồ đường lưỡi bò là bất hợp pháp. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Cuối ngày 8 tháng 4 giờ Washington, tổ chức EDLC và tổ chức cứu người vượt biển BPSOS đã ra tuyên bố chung về việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được trả tự do và đã tới Hoa Kỳ cùng với vợ, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà. Theo thông cáo này, hai tổ chức vừa kể đã hợp tác trong nhiều năm qua và phối hợp với một số tổ chức nhân quyền quốc tế để vận động Hà Nội trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường, gọi tắt là EDLC, là một tổ chức quan tâm tới các vụ kiện có liên quan tới môi trường sinh thái. Tổ chức này chú ý tới trường hợp của tiến sĩ Hà Vũ vì vụ kiện do ông tiến hành chống Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hồi năm 2009 về dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Trong thông cáo chung bằng tiếng Anh, EDLC và BPSOS nói rằng chúng tôi hân hoan loan báo rằng tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, 56 tuổi, một luật sư và một nhà tranh đấu cho môi sinh, cũng là một nhà hoạt động tích cực cổ vũ cho dân chủ, đã được phóng thích khỏi một nhà tù ở Việt Nam và đã tới Washington hôm 7 tháng 4. Thông báo này cho biết tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ làm việc tại Trung tâm Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ trong tư cách là một nhà nghiên cứu và một học giả. EDLC cho hay tổ chức này đã kiên trì làm việc để vận động trả tự do cho tiến sĩ Vũ trong suốt 3 năm rưỡi qua. Thông cáo chung nhắc lại những quan điểm ủng hộ dân chủ của tiến sĩ Vũ. Và ngoài vụ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tiến sĩ Vũ còn thách thức một dự án xây một khu du lịch tại một địa điểm được công nhận là di sản văn hóa cần được bảo tồn. Trường hợp của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trở thành vụ án nổi bật nhất Việt Nam trong thời cận đại. Ông được sự ủng hộ rộng rãi ở trong nước và ở hải ngoại. Trường hợp của ông cũng thu hút sự chú ý và hậu thuẫn của nhiều tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền. Human Rights Watch đã công bố một phúc trình dài về trường hợp của ông mang tựa đề Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam chống nhà hoạt động và luật gia Cù Huy Hà Vũ. Tiến sĩ Vũ bị tuyên án tù 7 năm cộng với 3 năm quản chế sau một phiên tòa kéo dài chưa đầy 6 giờ đồng hồ. Ông bị kết tội về cáo trạng tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Năm 2011, EDLC đệ nạp hồ sơ lên cả tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm ở Việt Nam, đồng thời đưa hồ sơ của tiến sĩ Vũ ra tổ công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc. Tổ công tác kết luận rằng việc tiến sĩ Vũ bị tước bỏ quyền tự do vi phạm các công ước về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết và kêu gọi Hà Nội trả tự do cho ông. Nói chuyện với Ban Việt ngữ Đài VOA, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của BPSOS, là tổ chức đã phối hợp với EDLC để vận động trả tự do cho tiến sĩ Hà Vũ, phát biểu. Trong thời gian nhiều năm qua thì chúng tôi có làm việc với lại một số tổ chức nhân quyền quốc tế để mà vận động cho anh Cù Huy Hà Vũ cũng như nhiều các cái tù nhân lương tâm khác để được trả tự do một cách vô điều kiện. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm ngoái, nhân thể có ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến Hoa Thịnh Đốn để tiếp xúc với Tổng thống Obama, chúng tôi đã làm việc với khá đông các vị dân biểu và thượng nghị sĩ, kể cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, để mà vận động đặc biệt cho anh Cù Huy Hà Vũ. Bởi vì cùng lúc đó, trước đó khoảng 2 tuần, thì chị Nguyễn Thị Dương Hà là vợ của anh Vũ đã có mặt ở Hoa Thịnh Đốn. Thì đó là một sự trùng hợp rất là hy hữu. Thành ra chúng tôi đã nhân đó để vận động mạnh hơn nữa cho anh Vũ được trả tự do. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không trả lời báo chí. Có một cái sự dàn xếp nào bên trong xin được biết? Dạ không, hoàn toàn là không, không có một cái điều kiện, không có dàn xếp nào hết thưa chị. Cái này là tự vì anh chị ấy chưa cảm thấy là có là sẵn sàng thôi. À. Nhưng mà thực sự là không có một sự dàn xếp nào từ phía Việt Nam cả. Hoàn toàn là những cái nỗ lực từ phía Hoa Kỳ. Dạ. Như vậy là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được Hà Nội trả tự do vô điều kiện? Dạ vâng.
không có một cái điều kiện nào và một sự dàn xếp nào từ phía Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc duy trì một môi trường an ninh ổn định trong khu vực để tiếp tục hợp tác phát triển kinh tế. Xuất hiện bên cạnh vị tương nhiệm Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn tại Học viện Quốc phòng Quân đội Nhân dân Trung Quốc, ông Chuck Hagel cực lực chỉ trích thái độ mà ông cho là hiếu chiến của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp tại quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Bắc Kinh gọi là điếu ngư và tuyên bố có chủ quyền. Bộ trưởng Hagel nói rằng trong tư cách là một cường quốc chủ yếu có vị thế vững vàng trong khu vực, Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ có trách nhiệm phải giải quyết những vấn đề an ninh nan giải bên cạnh các nước đối tác khác trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Hagel nói khu vực Á Châu-Thái Bình Dương hiện nay đã trở thành một khu vực quân sự hóa bậc nhất thế giới và phải đối mặt với nhiều thách thức. Mỗi thách thức đều có thể dẫn tới xung đột và xung đột có thể gây tử vong. Ông nói giữa lúc quân đội nhân dân Trung Quốc tiếp tục hiện đại hóa quân đội và tăng cường sự hiện diện tại châu Á và xa hơn nữa, thì các lực lượng Mỹ và Trung Quốc sẽ hiện diện trong các khu vực kế cận nhau và sự kiện này có thể tăng rủi ro xảy ra một sự việc ngoài ý muốn hay một sự tính toán sai lầm. Đại sứ Indonesia tại Bỉ tái khẳng định lập trường của nước ông rằng bản đồ đường lưỡi bò là bất hợp pháp. Về cuộc tranh chấp tại biển Nam Trung Hoa và vùng biển trong phạm vi đường 9 đoạn mà Trung Quốc khẳng định họ có chủ quyền, Đại sứ Indonesia tại Bruxelles, Arif Havas Oegoseno, vừa phổ biến một bài viết trình bày quan điểm của ông trên tờ The Jakarta Post số ra ngày 9 tháng 4. Ông nói, việc một số nhà phân tích trong khu vực đề nghị Indonesia nên từ bỏ vai trò trung gian điều giải và thừa nhận nước này là một trong các nước đòi chủ quyền trong vùng biển tranh chấp là một chuyện nực cười đứng từ quan điểm luật pháp quốc tế. Ông khẳng định là từ khi giành được độc lập cho tới nay, Indonesia chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đòi chủ quyền của bất cứ hòn đảo hay bãi cạn nào trong biển Nam Trung Hoa, kể cả Trường Sa. Ông tuyên bố Indonesia tái khẳng định lập trường do Bộ trưởng Ngoại giao Martti Natalegawa đưa ra, bác bỏ tính hợp pháp của bản đồ hình lưỡi bò, tức là đường 9 đoạn, vì cho rằng tấm bản đồ này không có cơ sở dựa trên Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982. Ông nói sự hiện diện của tấm bản đồ, một bản đồ mà ông cho là không đầy đủ, không chính xác và không phù hợp với luật pháp, sẽ không thể buộc Indonesia từ bỏ nỗ lực nhằm tạo dựng niềm tin giữa các bên tranh chấp, hoặc làm cho Indonesia mất tự tin và lập trường chính đáng của mình về cuộc tranh chấp tại biển Nam Trung Hoa. Những toán tìm kiếm ở Ấn Độ Dương đã bắt lại được tín hiệu dưới nước mà họ tin có thể xuất phát từ hộp ghi dữ liệu của máy bay Malaysia mất tích. Người phối hợp cuộc tìm kiếm, tướng không quân hồi hưu của Úc Angus Houston cho biết, thiết bị định vị tín hiệu của Hải quân Mỹ kéo dưới nước đã bắt được tín hiệu hai lần riêng rẽ trong ngày thứ ba. Ông Houston nói, toán tìm kiếm đã rất may mắn khi định vị lại được dẫn truyền tín hiệu vì đã 33 ngày trôi qua từ khi chiếc máy bay Boeing 777 biến mất trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, chở theo 239 người. Ông Houston cho biết cần phải phát hiện thêm nhiều tín hiệu khác trước khi nhà chức trách có thể điều tàu ngầm Robo đến tìm kiếm dưới đáy đại dương. Nhà chức trách đang chạy đua với thời gian vì pin trên hộp đen phát tín hiệu định vị chỉ kéo dài khoảng 30 ngày. Vận động viên điền kinh Nam Phi Oscar Pistorius khai rằng anh không chủ ý sát hại bạn gái Riva Steenkamp hay bất kỳ ai trong đêm anh nổ súng bắn chết cô hồi năm ngoái. Camera không quay hình, Pistorius nghẹn ngào và có lúc nức nở trong ngày khai chứng thứ ba trước tòa. Pistorius nói anh cảm thấy bất lực khi ôm cô Riva trong vòng tay đợi xe cứu thương tới. Anh biết cô đã chết và chẳng có thể làm gì, bất cứ điều gì được nữa. Pistorius khai rằng anh tưởng anh đã bắn một kẻ lạ đột nhập vào nhà anh qua cánh cửa phòng tắm khóa trái. Các công tố viên tố cáo là Pistorius đã cố tình bắn cô Steenkamp. Trong phần đối đáp đầu tiên khi bị công tố viên vặn hỏi hôm thứ Tư, Pistorius nói anh đã mắc phải sai lầm khủng khiếp khi lấy đi mạng sống của cô Riva. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vụ bùng phát virus Ebola đang diễn ra ở Tây Phi là một trong những vụ bùng phát gây thách thức lớn nhất mà họ từng đối mặt. Trợ lý Tổng giám đốc WHO cho biết có thể phải mất tới 4 tháng mới có thể kiềm chế được ổ dịch, mà cho tới nay đã dẫn tới ít nhất 101 ca tử vong.
Guinea vẫn là trung tâm của ổ dịch với 157 ca bị nghi hoặc được xác nhận là nhiễm virus Ebola. Ngoài ra, có 21 ca khác tại Liberia. Ổ dịch bùng phát ở vùng đông nam nhiều rừng rậm của Guinea vào tháng 2 trước khi lan sang biên giới vào Liberia. Virus Ebola lây lan qua tiếp xúc với dịch cơ thể. Virus này có thể gây bệnh sốt xuất huyết, dẫn đến những triệu chứng bao gồm đau cơ, nôn mửa, chảy máu không dứt và suy cơ quan. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Một hình thức rèn luyện thể lực khai sinh trong một gara ở bang California vào những năm 1970, giờ đang nhanh chóng lan ra khắp thế giới. Được gọi là CrossFit, đây là một phương pháp rèn luyện thể lực chức năng cho toàn bộ cơ thể. Nó được sử dụng bởi thủy quân lục chiến Mỹ, những đội thể thao chuyên nghiệp, sở cứu hỏa và lực lượng cảnh sát. Số lượng những phòng tập CrossFit đã tăng gấp đôi mỗi 2 năm, và hiện nay những phòng tập này trải dài từ Nam Mỹ đến châu Âu và châu Á. Mời quý vị theo dõi chương trình sau đây. CrossFit nổi tiếng là một trong những hình thức luyện tập thể lực cực nhất. Mỗi tuần, những thành viên đổ đến hơn 8.500 phòng tập thể dục CrossFit trên toàn thế giới. CrossFit kết hợp tập nặng nhẹ xen kẽ, nâng tạ, thể dục và những hình thức tập luyện khác. Huấn luyện viên Kate Garufi tại phòng tập District CrossFit ở Washington nói rằng mục tiêu là để thực hiện những cử động chức năng hàng ngày ở cường độ cao, để tăng cường sức mạnh cơ bắp, sức chịu đựng tim mạch và tính linh hoạt. Có thể tập cử tạ, những động tác cử tạ kiểu Olympic. Có thể tập về sức nặng cơ thể. Bạn có thể tập theo kiểu chúng tôi gọi là đơn thức, như chạy bộ, chèo thuyền, bơi lội, bất cứ điều gì có thể đưa vào tập luyện với CrossFit. Bài tập trong ngày thường được đăng lên bảng và cả nhóm tập cùng một bài tập. Kết quả được tính bằng thời gian thực hiện những vòng tập và số lần lặp lại. Hank Mason, một người mê CrossFit, là cựu cầu thủ bóng đá. Nếu như 2 tháng trước, bạn tập lượt và thời gian tập là 5 phút, sau đó bạn tập lại ngày hôm nay, ngày mai, hoặc bất cứ khi nào, và bạn được 4 phút, thì đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn khỏe hơn. Không phải tất cả những người tập CrossFit đều là vận động viên chuyên nghiệp. Samantha Raposa đã tập CrossFit được khoảng 6 tuần với mục tiêu để thân hình săn gọn hơn. Tôi nghĩ có rất nhiều thứ mà tôi không biết mình có thể làm được, và tôi đã có những tiến bộ mà tôi không mong là có thể đạt được một cách nhanh chóng như vậy. Vì vậy, tôi nghĩ tôi sẽ điều chỉnh lại mục tiêu một chút. Cũng có những chỉ trích đối với CrossFit trên một số diễn đàn Internet về rèn luyện thể lực. Phổ biến nhất là việc dễ bị chấn thương. Cựu người mẫu hình thể Andrea Ferry là vận động viên CrossFit nhiều kinh nghiệm. Cô nói huấn luyện tốt giúp tránh được thương tích. Huấn luyện viên quyết định bài tập ra sao cho người 67 tuổi như cha tôi hoặc cho người như tôi, để chắc chắn rằng họ tập luyện đúng kỹ thuật, đúng hình thức để họ có thể kham nổi trọng lượng và họ tập đúng sức trong suốt buổi tập. 30% phòng tập thể dục CrossFit là ở ngoài nước Mỹ, khắp Bắc và Nam Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Âu, Australia và New Zealand. Chương trình radio và video của đài VOA trên voa.tiengviet.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin quý vị gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.